Bí quyết của người Hà Lan tạo ra những đứa trẻ hạnh phúc nhất thế giới. 1. Cho trẻ thêm thời gian để ngủ. Tập trung vào nghỉ ngơi là truyền thống nuôi dạy con của người Hà Lan. Cha mẹ chỉ yêu cầu con hoạt động cường độ thấp khi ở nhà. Điều này giúp trẻ cảm thấy bình tĩnh và có một lịch trình nghỉ ngơi đều đặn. 2. Tiền không quan trọng. Người Hà Lan thường hướng tới cuộc sống đơn giản với các hoạt động chi phí thấp và những điều cơ bản. Tại quốc gia này, trẻ em đã quen với việc sử dụng đồ chơi cũ vì chúng biết rằng nếu muốn thứ gì đó, con phải thực sự làm việc. Điều này giúp những đứa trẻ Hà Lan tự tin hơn và không lo lắng về khả năng tài chính của mình. 3. Dành nhiều thời gian bên trẻ. Tại Hà Lan, trẻ em dành nhiều thời gian bên cha, những người thường làm việc toàn thời gian chỉ 4 ngày. Họ dành ít nhất 1 ngày trong tuần bên con. 4. Khuyến khích bày tỏ ý kiến. Trong một gia đình Hà Lan, tất cả mọi người, kể cả con út, đều có tiếng nói. Mặc dù đôi khi việc cố gắng thương lượng với đứa trẻ 3 tuổi thực sự mệt mỏi, nhưng các bà mẹ tin rằng điều đó dạy con cách thiết lập ranh giới riêng. Hành động này cũng sẽ giúp trẻ thể hiện những gì chúng muốn một cách rõ ràng. 5. Xây dựng thói quen. Một trong những yếu tố quan trọng trong nuôi dạy con của người Hà Lan là thói quen. Khi đề ra một thời gian biểu nghiêm ngặt, trẻ sẽ luôn ý thức được khi nào là giờ ăn, ngủ trưa, chơi với bạn và duy trì thói quen lành mạnh. 6. Không gây áp lực. Người Hà Lan cho rằng thế giới của trẻ sơ sinh đã đủ thú vị. Họ chắc chắn rằng trẻ sẽ bò, đi và nói khi sẵn sàng, không cần đào tạo hoặc gây áp lực. 7. Để trẻ tự khám phá thế giới. Phong cách nuôi dạy con của người Hà Lan là cân bằng giữa sự can thiệp và ngó lơ. Các bà mẹ không giám sát mỗi khi trẻ ở sân chơi và cũng không cố giữ cho con an toàn trước mọi nguy hiểm có thể xảy ra. Thay vào đó, họ tin rằng trẻ cần phải tự chơi càng nhiều càng tốt mà không cần phụ huynh can thiệp. Cách tiếp cận này sẽ dạy cho trẻ tính tự lập và có trách nhiệm ngay từ khi còn nhỏ. 8. Không quên bản thân. Cha mẹ hạnh phúc có những đứa con hạnh phúc. Các bà mẹ Hà Lan hiểu rằng không ai là hoàn hảo cả. Vì vậy họ dễ dàng tha thứ hơn cho những khiếm khuyết của bản thân và người khác. Điều này mang lại cho họ cảm giác tự tin và hạnh phúc. 9. Để con đạp xe dưới trời mưa. Đạp xe trong mưa dạy trẻ em bài học về sự mạnh mẽ. Cuộc sống không phải lúc nào cũng có nắng và cầu vồng. Điều quan trọng là không được bỏ cuộc trong bất cứ hoàn cảnh nào. 10. Khiến con hạnh phúc, không phải thành công. Người Hà Lan quan niệm chỉ có cảm giác hạnh phúc này mới có thể dẫn đến những thành tựu to lớn ở hiện tại và tương lai.